Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 23 tháng 3 tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực lăng Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng chống dịch Covid-19. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực lăng Quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp.